Họ vào đây. Tâu dừng. Các người là dân nước Tống. Đúng. Dân của một nước đang bị xâm lăng bởi những kẻ hung hăng hiếu sát. Câm miệng lại. Người Mông Cổ có sức mạnh vạn năng, có thể xô lệch núi non thì đáp thành quách tan nát với gốc dài chinh phục. Tạo hóa sinh ra nhân loại để cùng sống cảnh yên vui, vì cơ gì đại hãn đem quân xâm lấn đất đai kẻ khác? Nhà ngươi là ai? Dạ, kẻ này chỉ là kẻ hèn quê chưa lào thông kinh sứ. Người dân nước Tống chỉ như thế này thôi sao? Sai xưa và yếu đuối. Người Tống có thể yếu đuối về thể chất, nhưng tinh thần luôn luôn dũng cảm như sắt đá được chui rèn. Không! Không có sự dũng cảm nào so sánh được với quân Mông. Đã từ lâu tâm tiếng lẫy lừng, võ ngựa cùng chiến đạp đổ mọi kinh thành. Trước mắt đại đế Mông Kha đừng tỏ ra ngạo mạn, đừng lắm tiếng nhiều lời thì chút quả vào thân. Kẻ kiêu căng thường hay tự phụ để tỏ ra mình là cửa sức mạnh, nhưng rốt cuộc rồi cũng chịu chết phơi thay. Thôi, hãy em đi tính vô danh đúng mà. Ta không muốn giết nhà ngươi chỉ vì ta thương hại. Một gã sai sứa không còn lý trí, đã quên rằng mình đang đứng trước mặt ai. Nếu xét thấy chúng tôi không có lỗi lầm, xin cho chúng tôi được rời khỏi nơi đây. Ta muốn hỏi một câu trước khi tha tội cho hay. Cứ hỏi đất hỏi trời đừng nên hỏi thằng sai. Hoàng Trấn Thủ Thành Hiệp Châu cùng tiểu thơ Lý Thiên Kim hiện giờ ở đâu? Dạ muôn tàu. Họ ở đâu? Dạ, ở trong này. Tất cả đều ở trong này. Dạ, người muốn chết quên. Tâu đại hãn. Dạ, hắn chỉ là một gã sai sứa cuồng ngạo. Mong đại hãn đừng chấp lời của một kẻ sai mà giết một mạng người vô tội. Hãy chỉnh bước đi ngay trước khi ta kịp đổi ý. Dạ, muôn vàng đội ơn đại hãn. Đi, đi mau. Đi, trời ơi. Hiệp Châu Thành đổ nát. Ta đã làm tròn bổn phận của một kẻ bầy tôi. Nhưng đối với người yêu, ta là một tên phản bội. Lý Thiên Kim. Mộ Dung Thạch, nhà ngươi là đội trưởng gián điệp Mông Cổ. Ông bạn là ai? Sao lại biết tên tôi? Nhà ngươi khốn nạn lắm. Ủa lạ này, ông bạn là ai mà dám mắng chửi tôi khi chúng mình chưa quen? Đã rõ ra mi không là một tổng bang, mi gạt gẫm tiểu thư nhà họ Lý. Ông bạn là ai mà biết được Lý Thiên Kim? Hiện giờ nàng ở đâu? Hỏi đi làm gì? Để quỳ dưới chân nàng tạ tội. Nàng sẽ không tha thứ tội cho ngươi. Trời ơi, làm sao nàng hiểu được? Khi tôi là con dân Mông Cổ, phải cúi đầu phụ phục để tuân hành. Ông hãy nhìn xem, khói lửa ngập Hiệp Châu Thành, với mấy muôn sinh mạng dân lành chịu dẫm nát tan tành dưới vó ngựa xâm lăng. Trời ơi, tôi đã hẹn với nàng, nhưng trận chiến đã sớm hơn một ngày, biết ta còn gặp được người yêu không? Lý Thiên Kim ở đâu? Đã chết rồi. Chết? Nàng đã chết. Nàng chết đi để trông được đóng trọn vai trò tên gián điệp. Và trước khi chết, nàng có nhắn lời gửi trả lại cho ông. Kỷ niệm tình yêu vừa kết tụ trong hồn, nếu kiếp này không thể yêu nhau
trọn với người tình. Không, nàng không thể nào chết đi để ta một mình sầu hận điên tu không biết đến bao giờ. Chắc không bao giờ ta quên. Nàng chết đi không giận cũng không hờn, chỉ có điều nàng tự trách mình. Còn nghe từng tiếng nói nghe giọng cười, ngỡ trong buổi hẹn hò nàng vừa thoáng thoáng đâu đây. Tình muôn kiếp chẳng phai, cớ sao người lại phụ người sao nỡ đành quên tiền thu ôm mối hờn căm. Ôi bao lời thề xưa quên tình yêu đầu, đôi đường từ nay cách ngang. Nhà ngươi có thật lòng yêu Lý Thiên Kim? Ta yêu nàng, ta yêu nàng nhiều lắm. Nhưng mà nàng đã chết rồi, làm sao nàng hiểu được lòng ta? Lý Thiên Kim! Dạ. Hả? Ông bạn? Ông bạn vừa dạ phải không? Không, tôi có nói gì đâu. À, có lẽ ông mê sảng rồi thì phải. À, phải. Ta mê sảng. Ta yêu nàng. Ta mê sảng. Lý Thiên Kim! Dạ. Dạ, Mùa Dung đại ca gọi em. Ta gọi em nào? Lạ chưa, từ xa đến em nghe đại ca gọi quê mình. Đâu có, ổng gọi Lý. Không, đại ca đâu có gọi em, mà đại ca chỉ nhắc tên em với ông bạn này thôi. Phải, ông ấy nói là ông ấy sẽ cưới gái Trung Nguyên. Hả? Chứ gái Mông Cổ dữ dằn hung tợn lắm. Nào là trời là... ơi trời, tôi có... Đó, thì ông mới nói đó. Hả? Đại ca, đại ca chơi gái Mông Cổ phải không? Thôi, phải rồi. Khi len lỏi vào Trung Nguyên, chắc đại ca đã phải lòng cô gái Tống đó chứ gì. Cô nương đoán không sai. Nên cái này sao ông biết? Bài đặt. Ông là ai? Ủa, đại ca vừa mới bảo người này là bạn của đại ca mà. Bạn chứ làm sao. Cha này chắc kỳ quá mà. Ông nói gì? Ha, thiệt là kỳ lạ quá mà. Sao hai người làm gì tôi không có hiểu gì hết à? Muốn hiểu sao thì hiểu. Nè, nhà ngươi là người Tống. Đúng. Và lúc nãy mi bảo đại ca ta có yêu một người con gái Tống. Đúng luôn. Đại ca, có thật như vậy không đại ca? Sao đại ca lại im lặng chứ? Nè, ổng im lặng biết rồi. Nín. Quế Minh. Thôi, đại ca đã hết rồi. Quế Minh. Thôi, kể từ giây phút này đây đại ca đừng nhớ tới Quế Minh làm chi nữa. Hãy ở lại Trung Nguyên tìm người con gái đó nối lại tình xưa cho đẹp mộng tương phùng. Để một mình em ôm kỷ niệm đau buồn, để một mình em trở về Mông Cổ với sa mạc khác vàng yêu quạnh biết bao nhiêu. Rồi mỗi bình minh trời nhuộm đỏ hương đông, em sẽ phi ngựa đuổi bắt dần dương đã. Mình đã...
đại ca sẽ cùng em trở về Mông Cổ. Từ giây phút này ta sẽ vĩnh biệt đất Trung Nguyên quê mình. Hãy thắng yên cương cho Tuấn mà, thắng yên cương cho Tuấn mà, để đưa thân xác của đại ca trở lại quê hương. Còn linh hồn đại ca, còn linh hồn đại ca vẫn ở lại Trung Nguyên cùng người con gái tông, để rồi bên cạnh quê mình đại ca sẽ âm thầm sẽ khóc nhiều chuyện gian dở một lần yêu mà không nhớ đến đứa em nhỏ dài khờ. Đứa em nhỏ đã sống với đại ca trọn thời thơ, đã theo gót đại ca xuôi ngược nẻo trường chinh, mà nay trên đoạn đường tình mỗi người một ngã riêng mình. Thì ra cô nương và ông bạn tình cảm có dính dấp với nhau. Vậy mà tôi... Thôi im. Nhiều chuyện quá vậy. Nhờ ta nhiều chuyện, nhà ngươi mới biết tin người yêu. Hả? Lý à. Lý nữa. Lý gì? Hả? Đại ca. Đại ca của ta đã yêu. Lý Thiên Kim, con gái của Tổng trấn Hiệp Châu Thành. Người mà đại hán truyền lệnh phải đem hiến nạp. Không. Đại hán không thể động đến nàng. Vì nàng đã chết.